2 tháng là khoảng thời gian đủ dài để mình trải nghiệm chi tiết một sản phẩm, nhất là với sản phẩm công nghệ. Mình đã có khoảng 2 tháng sử dụng chiếc Oppo Reno 8 5G này. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một vài trải nghiệm cũng như là nói về ưu, nhược điểm cũng như những thứ khác xoay quanh về chiếc điện thoại này. Oppo luôn bị định kiến trong đầu của các bạn đam mê công nghệ là có cấu hình không nổi bật, thậm chí là thấp. Nhưng với Reno 8 được trang bị vi xử lý Dimensity 1300 thì lại khác. So với mặt bằng chung, Reno 8 đang có cấu hình khá mạnh. Thật ra, mình cũng không quan tâm thông số lắm. Cái mình cần là trải nghiệm mượt, chỉ cần vậy thôi. Mượt ở những tác vụ cơ bản trước, không bị lỗi vặt, không giật lag khó chịu. Ok, duyệt. ColorOS 12 và Reno 8 làm được chuyện này dễ dàng. Mượt khi mình chơi game giải trí, game nào cũng phải mượt. Reno 8 lần này ổn nha, game nào mình chơi cũng thoải mái hết. Thậm chí chơi game lâu cũng không thấy nóng nữa. Đây là điều mà nhiều bạn mong muốn nhất nè. Máy mạnh mà nóng thì trải nghiệm cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Ngon đấy. À, còn một điểm nữa cũng không hẳn là hiệu năng mà là bộ nhớ trong. 256GB mình dùng rất thoải mái, chụp hình vô tư luôn. Với 256GB thì mình nghĩ là dùng từ 2 đến 3 năm nữa cũng không lo máy hết bộ nhớ đâu. Chuyên gia chân dung là định vị của dòng Reno. Và trên Reno 8, với sử dụng cảm biến Sony IMX 766 là một lần nữa nâng cao thêm vị thế này trên thị trường. Hầu hết, mình dùng Reno 8 để chụp chân dung. Máy cho ra ảnh rất tự nhiên, làm đẹp bằng AI nữa, nên không bị bệt hay trắng giả, trắng ảo. Điều này trước giờ các bạn lầm tưởng Oppo chụp ảo thì nên xem lại nha. Vì bây giờ thuật toán làm đẹp đã được nâng lên một tầm cao mới. Thậm chí, việc xóa phong tách nền cũng chính xác hơn. Các đốm bokeh ở phía sau được tái tạo lại chân thực, mang đến cho bạn bức ảnh chân dung rất nổi bật và đón đầu xu hướng hiện nay. Nice. Tuy nhiên, vẫn còn hơi tiếc là camera góc rộng chỉ 8 megapixel, không quá nét, nên để chụp đi du lịch thì vẫn còn hơi hạn chế. Khả năng quay video cũng được cải thiện khá nhiều, đặc biệt là điều kiện thiếu sáng. Tuy nhiên là thiếu đi khả năng chống rung quang học OIS, là điểm mà người dùng phải đánh đổi. Thật sự mà nói, mình cũng như tất cả các bạn đang xem video và cả người dùng Oppo nữa đều bị thu hút bởi ngoại hình của Reno 8. Mình rất ấn tượng với thiết kế mặt lưng mới này, nên đó là lý do khiến mình dùng Reno 8 làm máy chính lâu như vậy. Mặt lưng Oppo Glow màu vàng này không chỉ đẹp mà còn bền nữa. Bền ở chỗ là 2 tháng qua mình không dùng ốp lưng mà máy vẫn không bị trầy xước. Hay bền là do mồ hôi, dấu vân tay không bám được nên không bị cũ theo thời gian. Ngoài ra, màu sắc mới này mình đánh giá nó cũng chững chạc hơn, không quá trendy trẻ trung như trên Reno 7 series. Do đó, người dùng Reno sẽ đa dạng hơn so với thế hệ tiền nhiệm. À, mình còn thích cả phần viền vuông này nữa nè. Vừa hợp xu thế, lại còn không bị cấn tay nữa. Vuông cũng có vuông disc, vuông dash nha. Nói về điện thoại Oppo thì mình thậm chí không quan tâm đến pin luôn, bởi vì dùng hết pin thì cũng chả sao. Vì sạc nhanh 80W, hồi phục viên pin 4500mAh chỉ trong hơn 20 phút. Tên thử cắm sạc, rồi đi uống nước hoặc đi ăn nhẹ cái gì đó. Khi mình quay lại là máy đã đầy pin, điều này cực kỳ tiện lợi luôn nha. Tóm lại, sau khoảng 2 tháng sử dụng thì mình có một vài chia sẻ như sau. Về những điểm mình thích: camera xuất sắc, chụp có người vào là auto đẹp. Hiệu năng mượt mà nhờ vào ColorOS 12 và vi xử lý mới. Pin sạc cực nhanh mà lại không bị nóng. Và cuối cùng là thiết kế lại cứng cáp hơn, phù hợp với đại đa số người dùng. Còn những điểm mình chưa ưng như sau: camera góc rộng chưa tốt lắm, chưa có chống rung quang học. Viền phía dưới màn hình vẫn còn hơi dày. Và cuối cùng là máy chỉ có loa đơn, chưa có loa kép. Còn ý kiến của các bạn thế nào? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Và nếu thích video này, hãy cho mình một like và một subscribe. Đây là Allfans, cộng đồng Oppo Việt Nam.